Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Không dừng lại thành công cái tiểu Ducati V4, Cbiz lại khiến giới trẻ Việt phải mê mẩn với cái mẫu Vidivai 125cc. Khi nhắc tới các dòng xe ở Hà Lan, chúng ta thường nghĩ ngay những dòng xe chủ lực của Honda như cái chiếc Leaf 125 hay là Everest 125. Nếu muốn sở hữu được một mẫu xe có thiết kế là trẻ trung, mạnh mẽ, thì Cbiz là một trong những thương hiệu đáng chú ý hiện nay, cướp mặt trong rất nhiều phân khúc hiện tại. Đến với hãng Cbiz, khách hàng có rất nhiều cái sự lựa chọn, đặc biệt là phân khúc minibay, được giới trẻ ưu ái khi thiết kế bên ngoài là nhỏ nhắn, nhưng vẫn toát lên được cái vẻ là kiêu hãnh, mạnh mẽ của mẫu xe con tay. Đại diện của dòng xe minibay là của hãng Cbiz hay đầu tiên chính là cái mẫu Demon ra mắt vào cái năm 2006, nhận được rất nhiều cái sự quan tâm từ giới trẻ Việt. Khi thiết kế bên ngoài gần giống như cái chiếc Ducati 795 thu nhỏ. Thì nay, Cbiz đã tiếp tục tung ra một dòng sản phẩm mới đến từ Demon 2016 với thiết kế là hoàn toàn mới là cái chiếc Demon X125, đối thủ sừng sỏ cạnh tranh trực tiếp với Honda MX125. Cbiz Demon X125 và cái chiếc Honda MX125 là hai mẫu xe hướng tới đối tượng khách hàng là trẻ tuổi, nhỏ nhắn, cá tính mạnh mẽ, yêu thích các dòng xe con tay. Tuy nhiên, các dòng xe có dung tích 110 hay là 200cc là cái sự lựa chọn là quá khó khăn khi vận hành cũng như là di chuyển trong phố. Về thiết kế bên ngoài, cái chiếc Demon X125 đậm chất thể thao ở cái nhìn đầu tiên bởi thiết kế độc đáo, các đường nét là gân góc, khiến thị giác bị đánh lừa, tưởng chừng như một cái chiếc mô tô phân khối lớn. Kích thước tổng thể dài nhưng rộng nhưng cao lần lượt 1780x800 như 1033mm. Còn với hãng xe Nhật Bản thì cái chiếc Honda MX-100 thời mới nhất đã cải tiến ráng kể rất nhiều nhưng vẫn có chút gì đó chưa hào, chưa ngầu cho lắm khi đối thủ một mẫu xe đến từ làng với thiết kế là hầm hố, mạnh mẽ hơn. Cái cụm đèn pha độc đáo chia đôi thành hai tầng với hai chế độ code và pha hoàn toàn dùng bóng LED. Độc đáo hơn, cái đèn sương mù thiết kế hình chữ X nổi bật, vừa mang tính thẩm mỹ vừa có thể nhận biết được đây là cái chiếc Demon X125 ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn ở chiếc MX125, với cụm đèn pha hình chữ nhật chia đôi với hai tầng phân cách độ hoàn toàn riêng biệt, với dải đèn LED được bố trí ở phía trên làm gợi nhớ một cái siêu anh hùng Iron Man. Các chi tiết nhựa nhám được thiết kế cũng khá to bản nhằm ắt đi cái sự nhỏ nhắn, che đi cái khuyết điểm ở cái động cơ là một xăng. Hơn hết, cùng giúp cho khả năng cách nhiệt với cái đầu gối cũng rất tốt. Cái bộ cung cầm được thiết kế dạng ống tròn, nằm lộ ra bên ngoài, tương đồng với những phiên bản như Demon 2006 trước đó. Tuy nhiên đã được sơn lại màu đen nhám trông cũng rất cứng cáp. Vị trí dưới gối của người ngồi sau là hệ thống ống xả được vắt ở bên hông xe. Đây cũng là chi tiết độc đáo trên cái chiếc MX-105 thời trước đó. Tuy nhiên với cái hệ mới này thì cái MX-105 đã thay đổi xuống ở vị trí thấp hơn, ngay dưới các chân. Thiết kế là hai bô được vắt ở hai bên đối xứng với nhau, tạo cái vẻ độc đáo nổi bật nhất so với những hộ khác. Chiều cao cũng rất lý tưởng, dừng ở mức là 770, phù hợp bốc chén với chiều cao 1m, 1.5 trở lên. Thiết kế yên dạng tầng liền, đài chạy dài ra sau, tương tự với các dòng xe Chrysler. Vị trí cụm đèn LED thiết kế là hai góc nhìn, ở bên hình thang rất là cân đối. Nhìn dưới chú trọng hơn khi có cái viền LED xung quanh, giúp cho tầm nhìn của người chạy phía sau quan sát cho chúng ta tốt hơn. Bởi cái Demon X100 có một cái chiếc xe có chiều cao cũng khá thấp. Bên dưới cái dạng là cái gấp đôi đầy cứng cáp, quy lực để lộ ra bên ngoài, đĩa phanh bắt mắt với các đường rãnh thoát nhiệt hình hoa văn rất đẹp, kẹp phanh là một bít, la xăng chữ Y 5 chấu, kích thước 10 inch, kích thước là 12 inch cho cả hai bánh, với lớp của ERC với kích thước 120x70 R2 ở bánh trước và 130x70 R12 cho cái bánh sau. Nổi bật trên cái chiếc Cbiz Demon X105 chính là cặp phuộc trước Osrow ở phía trước và cái monoshock phía sau đến từ hiệu của Squad S của Thái Lan, kết hợp cùng với cái chắn bùn bảo vệ mang lại cái nhìn rất là thau. Đây là cái chiến phi lưu của các dòng xe Orbiter. Trên cái chiếc Honda MX105 lợi thế hơn sử dụng cái phuộc trước sau là của Showa, có cái màu vàng bóng được đánh giá rất đẹp và nổi bật. Cbiz Demon X100 sở hữu cái khối động cơ có dung tích là 125cc, 4 kỳ, làm mát không khí, dẫn động trực tiếp thông qua hộp số phần tay 4 cấp, tốc độ tối đa đạt hơn 90 km/h. Và có nói,
cái chiếc Demon X100, cái mẫu xe đáng mong đợi nhất trong năm 2018, với mức giá bán ở thị trường Thái Lan là 55.800 bạc, tương ứng khoảng là 39 triệu đồng nam. Thì cái Demon X100 là mẫu xe còn tài cũng rất ý tưởng hiện nay. Với các khẩu nặng ký như là Honda NX100 hay chiếc Kawasaki Z100, thì cái Demon X100 có thực sự thành công ở thị trường Việt Nam hay không? Đó còn là một dấu chấm hỏi lớn. Cảm ơn bạn đã dõi đến ngày hẹn lại tiếp. Nhớ like, share, subscribe.